Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tô cho cái cặp sách của Phi nha mọi người. Tiếp đến là màu xanh đậm cho cái phần bên dưới của cà phê nha mọi người. Tiếp đến là mình sẽ lấy màu xanh nhạt để tô vào áo của Phi nha. Tiếp đến là màu xanh đậm hơn nha mọi người. Được rồi. Thôi đi. Và tiếp đến là Tiếp mình tục sẽ lấy màu thôi. hồng Ở đây để màu gì? tô vào da của công chúa kẹo cao su nha. Đó, mình sẽ tô hết như thế này. Được rồi, mọi người ơi, mình sẽ những người to ha. Đó, xong rồi mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Ơ, sực kỳ nhiên. Mình sẽ tô tiếp ha. Xong rồi là mình sẽ lấy màu vàng để tô vào miệng nha. Mình sẽ phải lấy màu xanh này để tô vào cái hột xoàn ở đây. Xong rồi là sẽ lấy màu đỏ để tô vào miệng. Đó, mình sẽ phải lấy màu tím để tô vào những cái phần chi tiết ở trên áo nha. Đó. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Giờ thì mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Đó, tôi nhìn này là được nha. Ủa, cũng như gì cả ha.
Rồi mình sẽ tối như thế này nha mọi người. Rồi, và mình sẽ tiếp tục ha, ngày mai mình sẽ quay trở lại Free Fire nên hôm nay mình cũng cùng để quay cơ màu nè. Ok. Mai mình sẽ trở lại với con đường Free Fire quen thuộc. Mình sẽ tôn nốt nha mọi người. Mình sẽ tôn nốt nha mọi người ơi. Mình sẽ tô nó nha. À, mình sẽ cho mọi người xem nha. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nè. Mọi người có thể tham khảo thêm bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha.